Xin chào tất cả các bác đã đến với cửa hàng Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Các bác nhé, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một số những mẫu đồng hồ hiếm có, khó tìm, không phải ở đâu cũng có các bác nhé. Bởi vì những chiếc đồng hồ như thế này thì được sản xuất theo đơn đặt hàng của những cái lâu đài, của những cái cung điện, của những cái tầng lớp cao trong xã hội thời bấy giờ của các nước ở bên châu Âu các bác nhé. Và cụ thể chiếc đồng hồ này thì được bên em nhờ những bác thợ đi hàng nghìn cây số để về những cái lâu đài cung điện vùng giáp biên giới Đức các bác nhé, để mua được chiếc đồng hồ này về phục vụ tất cả các anh em chơi đồng hồ cả nước các bạn. Chiếc đồng hồ này thì với cái cấu trúc thì cực kỳ tinh xảo các bác nhé, với những cái cấu trúc thì hình nó như một rừng cây hoa lá các bạn. Mùa xuân chơi những chiếc đồng hồ này trăm hoa đua nở. Những chiếc đồng hồ này thì các bác có thể thấy được chạm khắc tinh xảo. Những cái mẫu này thì phải nói là cực kỳ hiếm có, khó tìm các bác. Ở phía chính giữa nó chính là một cái bông hoa các bác. Và xung quanh nó thì các bác có thể thấy đúng không ạ? Được chạm, phải nói là điêu khắc gọt giũa thủ công các bác nhá. Cực kỳ là tinh xảo. Bản thân em thì đến thời điểm hiện tại thì trong suốt cái quãng thời gian buôn đồng hồ tiếp xúc hàng vạn chiếc các bạn, nhưng mà cũng chưa gặp những chiếc đồng hồ nào nó tinh xảo và cái bố cục nó đẹp như thế này với cái dòng tạo cước các bạn nhá. Ở phía dưới là những cái bông hoa các bạn, ở phía dưới là những cái bông hoa, những cái nụ, xin thưa các bác là một cái thiết kế cực kỳ cân đối, cân xứng các bạn nhá. Các bác có thể nhìn thấy ở đây cực kỳ tinh giản, nhìn trông rất là đơn giản nhưng nó lại rất là hút các bác nhá, rất là cuốn hút. Đây là một trong những chiếc đồng hồ chắc hẳn các bác nào chơi cái dòng khủng hoảng, chơi những cái dòng mà độc hiếm lạ thì các bác rất là quan tâm đến những chiếc đồng hồ như thế này. Với kích thước của nó là 1m20 và ngang là 36, cao là 1m20 thì các bác thích hợp treo ở những cái cột như thế này, ví dụ như những cái cột mà bên cửa hàng đang treo đây các bác có thể thấy không, rất rất là đẹp các bác nhá. Cũng không biết phải miêu tả như thế nào nhưng thực sự các bác một cái bố cục khá đẹp với những hoa lá. Các bác chơi, các bác treo những con này thì cực kỳ hiếm có các bác nhá. Chiếc đồng hồ này thì cơ chế máy của nó thì cũng nó sẽ là máy tạ cước các bác nhé, là máy tạ cước. Các bác nên tạ sẽ nên bằng cái ba năng quay các bác nhé, nên bằng cái ba năng quay ở đây, nhà hãng đây đã để trong này rồi các bác nhé, nên bằng ba năng quay. Thì các bác sẽ cầm ở đây và chúng ta quay. Đấy, các bác nhé. Đấy, các bác thấy không ạ, chúng ta xoay thì tạ sẽ lên, phía dưới là bánh xe nên tạ các bác nhé. Và bên cạnh này thì chúng ta có thể nhìn thấy được máy móc ở bên trong các bác, nhìn thấy máy móc bên trong chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ Đức, quả nắp nó khá là to so với bàn tay em như thế này và to gấp đôi như chiếc đồng hồ khác. Quả nắp này các bác, ở phía dưới là cái cân bằng thì cũng được nhà hãng thiết kế cực kỳ tinh xảo bằng men các bác nhá. Mặt con này khá là đẹp các bạn, nhìn xuất sắc. Con này không có điểm trừ rồi nhá, chưa non chùi gì cả mà thực sự các bác là nó đã chạy phà phà như thế này rồi. Với những bác mà chơi, chúng ta chơi những con ô đô đắt tiền nhưng mà xin thưa bác là liệu có đẹp, có khủ khầm như những chiếc đồng hồ này không ạ? Và treo những chiếc đồng hồ này thì thực sự các bác là khách đến nhà thì chắc chắn với các bác là với những cái cấu trúc đẹp như thế này thì hút ngay vào mắt những cái vị khách của các bác. Rất đẹp, những kiến trúc này thì em chưa từng gặp bao giờ. Và nó thiết kế theo một cái bố cục, những cái lá này nó được vươn theo cái hướng đi lên tìm ánh sáng các bác nhé, cực kỳ đẹp. Con này thì 30 phút thì chiếc đồng hồ này nó sẽ đánh chuông một lần các bác nhé. 30 phút thì chiếc đồng hồ này sẽ đánh chuông một lần. 30 phút chiếc đồng hồ này sẽ đánh chuông một lần các bác nhé. Chiếc đồng hồ này của Đức các bác nhé. Đấy, 30 phút chiếc đồng hồ này sẽ đánh chuông một lần.
các bác nhé, cực kỳ hiếm. Nó sẽ chạy hai quả tạ như thế này, tạ tuần các bác nhé, tạ tuần các bạn. Các bác sẽ nhìn bố cục chiếc đồng hồ này. Tinh xảo đẹp. Mặt chiếc đồng hồ này thì em sẽ lấy cái thước đo mặt chiếc đồng hồ này, thì mặt sẽ to hơn những chiếc đồng hồ hai lỗ bình thường thôi nhé. Chiếc đồng hồ này thì mặt của nó là hai nền mạ vàng các bạn, mặt của nó hai lòng ấy các bạn. Quả tạ của nó rất cổ điển đây. 18. Mặt 18. Đẹp lắm các bạn. Quả nắp này cổ điển, có một chút màu thời gian, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Treo ra vị trí và những cái cột, treo những cái cột đối thì cực kỳ đẹp luôn. Các bác nào nhà cổ, nhà gỗ, nhà tân cổ điển, phù hợp hết các cái không gian của các bác. Con này thì cực kỳ đẹp. Bác nào quan tâm thì sẽ alo giúp em. Con này nó ở phân khúc cao cấp các bác nhé, phân khúc giá trị cao. Sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác nữa chính là một chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ ô đô các bác nhá, một chiếc đồng hồ ô đô. Vâng, cũng là trong một những cái chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, những cái phiên bản thực sự các bác là hiếm có khó tìm các bạn, một trong những cái phiên bản hiếm có khó tìm. Các bác có thể thấy kiến trúc của một lâu đài với những cái song tiện xoắn quẩn, xung quanh thì là những chú rồng các bác nhá, xung quanh nó là cửu long tranh bá, nó là những chú rồng, là những chú sư tử và những cái vân mây các bác nhá, hóa rồng. Thực sự thiết kế theo cái nối đục trừu tượng của người châu Âu thì chúng ta nhìn rất đơn giản, nhưng trên thưa bác là nó có bố cục rõ ràng và nó không hề rối mắt các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy từ những cái phần trương các bác nhá, những cái phần trương ở phía trên các bác nhìn có thể là chúng ta có thể thấy là hai chiếc hai con sư tử tượng trưng cho những cái sức mạnh, tượng trưng cho những cái quyền lực, trí tuệ các bác có thể thấy, và những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy là ở phía trên cùng là cái dấu cộng các bác nhá, ở trên cùng là cái dấu cộng chữ thập các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đục đẽo trên này thì cực kỳ nặng các bác nhá, con này nặng lắm các bạn. Con này với cái cân nặng của nó thì cực kỳ khủng. Cái cột của nó thì ngang cổ tay em, các bác có thể nhìn thấy đây. Xoắn quẩy thì cực kỳ to, ở phía dưới là những cái bông hoa các bác nhá, dưới chân cột là những cái bông hoa. Một trong những cái kiến trúc xin thưa các bác là nó là đặc sắc của người Pháp. Ở phía dưới thì chúng ta có thể nhìn thấy là một cái mặt của một vị thần các bác nhá, nó như kiểu một cái mặt phù các bạn, nhìn rất là đẹp. Nhưng nó lại được chạm trổ bằng những cái vân mây các bác nhá, cực kỳ đặc sắc. Với cái kích thước khủng 1m15 x 46 các bạn, nó như một cái cung điện các bác. Ở phía bên này là hai cái đầu rồng cách điệu các bạn, nhìn nó xin thưa bác là nhìn nó rất là oai hùng các bác. Các bác treo này ở chính diện ở trên cái tivi phòng khách, hoặc là ở treo những cái nơi có những cái mảng tường lớn các bạn, thì cực kỳ là đẹp các bác nhá. Các bác nhìn này, những cái hoa lá tây hoa tuyết đấy, nhìn cực kỳ cân đối đẹp. Quả lắc được thả chính giữa, quả lắc mắc kê vàng thả chính giữa ô tròn, chúng ta có thể thấy nghe tiếng ngựa rất là to. Con này chính là con ô đô các bác nhá, một trong những cái phân khúc phải nói là đẳng cấp của hãng. Các bác nhìn đúng không ạ, cực kỳ là đẹp các bác nhá, cực kỳ là đẹp. Mặt con này là mặt 20 các bác nhá, em sẽ quay sát và sẽ lấy ghế em sẽ mở ở phía trên này để cho các bác xem, bởi con này nó quá nặng các bác nhá. Thì đấy, các bác em sẽ mở cánh. Mặt con này xuất sắc, mặt kiểu mặt phay các bác nhá, cực kỳ đẹp. Thì nguyên bản made in phanh của Pháp các bác nhá. Mặt con này mặt 20, ở chính giữa là chiếc ô đô. Em sẽ quay chuông thử cho các bác xem.
nguyên bụi bên em vừa về chưa no dầu. Con này đánh 40 đồng các bác nhá, Odo đời này dạng đời Odo 62 đánh 40 đồng. Cực kỳ ngân. Mặt không tì vết, các bạn đẹp xuất sắc, nguyên bản. Đánh rất là chậm rãi và ngân. Vâng, những con này chưa nấu dầu nhưng mà âm thanh của nó đã nghe đã cực kỳ hay rồi các bạn. Có thể nhìn thấy gần hơn những cái họa tiết nó đục, xin thưa bác là cực kỳ dày các bạn. Đục. Phần gỗ này thì đa số là nguyên khối tạc các bạn. Trong đó là những công nghệ làm thời bấy giờ nó quá là huyền thoại các bạn. Các bạn nhìn tứ diện luôn, xung quanh luôn, xuất sắc luôn. Và chơi những cái này thì về cái giá trị về mỹ thuật rất là cao. Và thấy những con Odo nào hoành tráng như này chưa? Hoành tráng như nào chưa? Và xem con thùng bè phía dưới thì nó bé không bằng một góc của nó luôn. Và treo những con này thì xin thưa bác là chơi để mà nhớ luôn các bạn. Chơi những cái đồ người khác không có mình có, bởi vì những cái dòng này là những cái dòng nó sản xuất độc quyền, sản xuất có khi một chiếc còn một vài chiếc, xin thưa các bác à, cho những cái đơn đặt hàng theo nô của những cái vị bá tước công tước thời bấy giờ các bạn. Nó rất là hiếm, cũng rất là may mắn thì những cái này thì phải nhờ các anh thợ phải đi đến những cái vùng, ví dụ như một ông sưu tầm đồng hồ ở đây có bắn tai truyền tin là ở cái khu này có cái nhà có cái đồng hồ như thế, đúng không ạ? Thì thợ mình sẽ đi hàng nghìn cây để đến để xin thưa bác mà để bê nó về, và giá trị sưu tầm nó sẽ nhỉnh hơn những chiếc đồng hồ một chút, như các bác chơi nó đúng với cái giá trị của một chiếc đồng hồ cổ các bác nhá. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ để bàn, cũng là một trong những cái phiên bản cực kỳ đặc biệt. Một chiếc đồng hồ để bàn cũng là một trong những cái phiên bản đặc biệt. Vì sao em Thành lại nói như vậy ạ? Bởi vì các bác có thể thấy ở đây, chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có cái giá trị gấp 3 cho đến gấp 4 lần một chiếc đồng hồ bình thường nếu như chạy cơ không các bác nhé. Các bác có thể thấy ở đây, đây chính là một chiếc đồng hồ cổ Đức các bác nhá, một chiếc đồng hồ cổ Đức, một chiếc đồng hồ để bàn các bác, một chiếc đồng hồ để bàn hai bên là có hai cái tượng này các bác, và ở phía dưới là những cái bông hoa cách điệu trần đây, các bác có thể nhìn thấy ở đây. Thiết kế khá là đẹp và cầu kỳ. Phía viền này thì được thiết kế vành băm kiểu du nách các bác nhá, mặt trong mặt vàng mỡ gà, đẹp xuất sắc các bác. Đấy. Con này thì không có ổ cót, chắc chắn các bác nghĩ là chiếc đồng hồ này đúng không ạ? Không cần lên cót thì chắc là máy pin máy điện đúng không ạ? Nhưng nó cũng chỉ đúng một phần thôi các bác nhá. Đúng một phần thôi các bác nhá. Chứ không hẳn các bác. Con này là một chiếc đồng hồ bán tự động các bác. Đây là cái
khoai sách của nó các bạn, rất là đẹp. Thiết kế hình lâu đài, ở xung quanh thì là thiết kế kính để các bác có thể nhìn thấy cái bộ máy các bạn nhá. Không phải máy các bác có thể nhìn thấy đây, ở phía bên trong này là hình cái ban năng tóc đang xoay, nhưng mà nó là máy cơ, nhưng nó không có chỗ nên cót, đúng không ạ? Thì nó là máy gì thì lát nữa em sẽ giới thiệu sâu cho các bác. Kích thước con này với một cái kích thước tiêu chuẩn của nhà hãng là 30 x 32 các bác nha. Đấy, với những con này thì chắc chắn nhiều bác chưa từng thấy. Đây các bác nha, những cái số máy thì được người ta dán luôn vào đây, là của Đức các bác nha. Đấy, mở ra xoáy cái này để mở ra. Đấy, các bác có thể nhìn thấy không ạ? Đây, trái tim chiếc đồng hồ này, trái tim chiếc đồng hồ này đây các bác nha. Thì chiếc đồng hồ này cũng chia sẻ với các bác, nó là một trong những cái sự kết hợp hoàn toàn đẳng cấp và hiếm có, khó tìm các bác nha. Chiếc đồng hồ này thì là một chiếc đồng hồ bán tự động các bác, một chiếc đồng hồ bán tự động các bác nha. Đây là cái ngắt chuông, đây, cần ngắt chuông này các bạn nhé. Đây là một chiếc đồng hồ với cơ chế là bán tự động các bạn, một chiếc đồng hồ cơ chế là bán tự động các bạn nhé. Bởi vì sao em này nói như vậy ạ? Các bác có thể nhìn thấy đây, các bác nhìn ở đây là các bác sẽ thấy là cái có cái giác bằng đi các bạn nhé. Các bác nhìn rõ cái của Đức các bác này, có số máy này. Ở phía dưới này là nó có chữ Germany, và con này người ta ghi là có review, tức là có chân kính các bác nhá, có chân đá quý đấy các bác, rất giống đồng hồ đeo tay. Đấy, nó là một chiếc đồng hồ cơ các bác nhé, nó là một chiếc đồng hồ cơ, nó dành cho bác nào bận rộn không có thời gian lên cót. Thì chiếc đồng hồ này thì nó vẫn chạy như một chiếc đồng hồ cơ bình thường, nhưng với cơ cấu xin thưa bác cực kỳ tinh xảo và tinh vi. Thì nhà hãng thiết kế thêm một chiếc motor các bác nhé, một chiếc motor như thế này đây các bác có thể nhìn thấy. Khi chiếc đồng hồ này hết cót, nó chiếc đồng hồ này chạy cót các bác nhé, chứ không phải chạy pin. Nó có ổ cót các bác nhá, nó có ổ cót ở phía bên này. Các bác nhìn thấy sợi cót đây các bác nhá, các bác nhìn giúp em cái sợi cót đây các bác nhá, cái sợi cót của nó đây các bác đang nhìn thấy sợi cót đây. Đấy, em chỉ tay đây là cái ổ cót, sợi cót, nhưng nó lại được nên tự động khi ổ cót hết các bác nhá, thì nó sẽ có cơ chế là nó sẽ có motor như thế này các bác nhá, để nên cót các bạn, để tự động nên cót, chứ các bác không phải nên cót nữa, đúng không ạ? Chúng ta rất là nhàn, chúng tránh được cái trường hợp các bác nào bận rộn nên không có thời gian nên cót mà để đồng hồ chết ở trong nhà nó đen đấy các bác. Thì các bác chơi con này để khi cót hết nó sẽ báo nẫy, nó sẽ báo và motor này nó sẽ tự chạy, nó sẽ tự vặn lên cót cho các bác, nó như củ đề của ô tô rồi các bác nhá. Thì nó những cái con này thì em cũng rất là hiếm gặp thôi, chứ cũng không phải là gặp nhiều các bạn, với những cái cơ chế cực kỳ tinh vi và tinh xảo các bác nhé. Con này đánh là đánh 5 côn ngang các bạn, đánh 5 côn ngang. Chưa vào nhà quét meter, máy chạy rất khỏe. Sự vang quá hiếm luôn, những cái dòng này thì nó sản xuất theo những cái phiên bản cao cấp giới hạn. Đây là cái gông côn các bác nhá. Mà chơi cái dòng này vì sao người ta lại phát minh ra những cái phát minh nó tuyệt vời như vậy ạ? Bởi vì
theo một cái nực lên cót, nó là cái nực lên cót, nó một cái nực lên cót thì xin thưa bác là nó đã được lập trình sẵn, đúng không ạ? Bởi cái motor, cái nực như nào người ta nhà hãng người ta đã lập trình sẵn rồi các bác, thì nó sẽ tránh được những cái trường hợp ví dụ như là đứt cót hoặc là vân 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 vân, bởi vì nó có nực sẵn rồi, nó không như tay chúng ta là cảm tính, ở đây là nó được lập trình rồi, motor nó sẽ nên chỉ nên tần ý vòng, xin thưa bác, chứ nó không nên quá. Một cái nực siết của nó thì nó cũng đã được quy định theo quy chuẩn các bác nhé. Đơn giản chơi con này thì thực sự các bác là cực kỳ bền, các bác chỉ có chấm dầu thôi. Những con này thì dành cho bác nào bận rộn này, và cái cơ cấu của nó cũng rất là hay. Đây này các bác này, một trong những cái phiên bản cao cấp, nó đây các bác này, nó sẽ có giấy tờ các thứ nó dán ở thùng, rất là đẹp, rất là thú vị. Chơi những con này thì nhiều lúc cũng phải hữu duyên mới tìm thấy em nó đấy các bác, chứ bình thường những cái dòng mà nó bình thường, một cái dòng mà nó chỉ là lên cót ba cái ở đây thôi thì nó chỉ có mấy triệu thôi các bác, nó cũng không cao đâu. Nhưng những con như thế này thì thật sự các bác đến người đi tìm ở bên kia cũng rất là khó, nhìn thấy cũng tranh cướp nhau để mà mua mang về cho các bác. Mang về thì lau dầu gì thưa các bác thì cũng phải nhờ các bác thợ lành nghề các bác lau dầu, chứ những bác nào chưa kinh nghiệm cũng nó không lau được con này đâu. Ở phía trên là màn nhung này, với những cái họa tiết này các bác nhìn này, cực kỳ đẹp luôn. Con này em đánh giá cho 9,8 điểm các bác nhá. Con này thì các bác nào quan tâm sẽ alo em, thì bên em sẽ báo giá cho các bác. Và cái phiên trưa thì thường sẽ là những cái phiên với những chùm siêu phẩm, những chiếc đồng hồ đẹp, với những chiếc đồng hồ sưu tầm dành cho bác nào chơi sâu, chơi kỹ và chơi đặc biệt các bác nhé. Nó không phải là những cái phiên hàng chợ. Đơn giản các bác chúng ta, bác nào quan tâm định được giá về đồng hồ thì bác sẽ alo giúp em qua số điện thoại hotline để dưới góc màn hình, và nữa em cảm ơn các bác.